Namaste. Bạn thân mến, ngày hôm nay cùng với Tuệ Giang bước vào một bài tập giúp bạn có bộ não tốt hơn. Và đây là một bài tập yoga vô cùng tốt cho trí não ha. Trước tiên chúng ta hãy trở về ngay đầu thảm của mình và đứng hai chân mở rộng song song bằng hông cho ra. Rồi chú ý, bạn nhấc 10 đầu ngón chân lên rồi nhấn đồng đều xuống thảm. Rồi từ đây, bạn đưa hai tay sang ngang, nhẹ nhàng hít vào thật sâu, bạn vươn hai cánh tay nâng lên và thở ra, bạn gập sâu thân người hướng xuống thảm. Từ đây, hai tay bạn nắm lấy hai cùi trỏ cho Giang. Từ từ hít vào, bạn xoay người qua bên trái. Thật chậm, thở ra, bạn xoay người qua bên phải. Lần hai, hít thật sâu, xoay cằm sang trái. Và từ từ thở ra thật chậm, xoay cằm qua bên phải, xoay thân người qua bên phải. Hai nhịp nữa, hít vào xoay người qua trái. Và thở ra thật chậm, xoay người qua bên phải. Một lần nữa, hít vào thật sâu, xoay người qua bên trái, thư giãn và thả lỏng. Thả lỏng đỉnh đầu và vùng cổ, gáy. Từ từ thở ra xoay người qua bên phải, thả lỏng hơn nữa. Ôi, từ đây, nhẹ nhàng hít sâu, bạn trở về giữa và thở ra, bạn chống bàn tay xuống, gập thân người hướng xuống thảm. Rồi từ đây nhẹ nhàng hít vào, hạ chìm hông xuống cho Giang. Thở ra, bạn duỗi ngực, duỗi hông, duỗi thẳng lưng, cuộn xương cụt hướng lên bầu trời. Quan sát toàn bộ vùng hông, lưng, vai, ngực, cánh tay được kéo giãn, đặc biệt là đùi sau của hai chân. Rồi và từ đây nhẹ nhàng hít vào, bạn từ từ thả mềm cơ thể, tiếp tục tay nắm lấy cùi trỏ. Thở ra, chúng ta di chuyển ra phía trước, rồi tiếp tục lắc nhẹ thả lỏng ha. Thả lỏng hơn nữa, đúng rồi. Sau một vài nhịp, từ đây tách hai tay, chống 10 đầu ngón tay, hít vào bạn nâng nửa thân người, duỗi gối. Thở ra trùng gối, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Hai tay đưa ngang gối, hít sâu nâng nửa thân người, duỗi dài hông của bạn ra, nhúc nhích nhẹ vai, hông, lưng. Thở ra bạn khép cằm thu về cổ, quan sát vùng chầm gáy, vùng hông, vùng lưng được duỗi dài. Thở hết ra, từ từ chuột hai tay về cạnh ngoài hai chân, bạn gập thân người hướng xuống thảm. Từ đây, hít vào một hơi thật sâu. Mềm mại thở ra, bạn cuộn xương cụt hướng xuống thảm, tiếp tục cuộn lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn nâng thân người trở về thẳng. Rồi thở ra, bạn xoay tròn đôi vai cho Giang. Một, hai, rất là dễ chịu ha. Ba, 4, 5, và xoay ngược lại nào, 5, 4, 3, 2, ôi 1, từ từ trở về, nhẹ nhàng trùng gối, hai tay sang ngang, hít vào, bạn chắp tay trước ngực cho Giang, rồi thở ra, chúng ta gập sâu thân người hướng xuống thảm. Hai tay hạ xuống thảm, từ đây nhẹ nhàng hít vào thật sâu, bạn đưa hai tay ra sau lưng, đổ thân người về phía trước, cuộn mông hướng xuống thảm. Rồi thở ra, chúng ta đưa hai tay về phía trước, mềm vai xuống, đẩy hông ra phía sau. Tiếp tục hít vào, nâng người, hai tay ra sau, thở ra chìm hông xuống. Hai lần nữa hít sâu, nâng về phía trước, mắt nhìn thẳng. Hai tay song song áp tai mềm hông, có thể nhấc 10 đầu ngón chân. Thở ra, chúng ta đưa hai tay ra phía sau nào. Rồi duỗi dài hông, lưng. Từ đây hít vào, vuốt hai tay nâng về phía trước. Mềm mại thở ra, hai tay ra phía sau, duỗi dài hông, lưng. Rồi từ đây hít vào, bạn hạ bàn tay trở về thảm, chống 10 đầu ngón tay ha. Mềm mại thở ra, chúng ta trùng gối, di chuyển hai tay qua bên phải, qua hết bên phải. Sau đó, bạn trùng hai cùi trỏ, gập thân người hướng xuống thảm. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, di chuyển thân người và hai tay sang bên trái. Sang bên trái ha.
thở ra gập sâu thân người hướng xuống thảm. Ôi, và thật chậm, thật chậm. Hít vào, từ từ đưa hai tay và thân người trở về giữa. Thở ra, chúng ta trùng hai cùi chỏ gập sâu thân người hướng xuống thảm. Ôi, từ đây đổ người qua trái và qua phải. Qua trái, qua phải. Một lần nữa, qua trái, qua phải. Rồi nếu như bạn bị tiền đình thì bạn làm thật chậm ha. Hít vào, từ từ bạn chống bàn tay, duỗi thẳng thân người. Rồi thở ra, bạn mềm cùi chỏ gập sâu thân người hướng xuống thảm. Từ đây hít sâu, quặn xương cụt hướng về rốn. Nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Rồi từ từ thở ra, chúng ta xoay tròn vai, thả lỏng. Thả lỏng hết ra nha. Rồi từ đây bạn sẽ thấy rằng cái tư thế bạn gập người, máu sẽ đưa rất là nhiều về não, và bài tập này vô cùng tốt cho trí não của bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thả lỏng hông, lưng, vai và có thể tác động sâu hơn về cái vùng chân của mình. Trong tư thế chúng ta đứng trụ một chân, bài tập này cũng giúp bạn có thể tăng thêm độ tập trung và luyện cho trí não của mình ha. Rồi, hai tay của bạn có thể chống hông hoặc chắp tay trước ngực như thế này. Rồi từ đây hít sâu, bạn kĩa ngót chân phải lên. Và thở ra, chúng ta nâng hẳn gối phải lên như này ha. Rồi hít vào, hạ bàn chân trở về. Thở ra, chúng ta co gối nâng lên. Hít hai, hạ về. Và thở ra, co nâng lên. Nâng lên, nhớ quận mông xuống ha. Hít bốn, trở về. Và thở ra, nâng lên, gập gập bàn chân ha. Rồi hít năm, trở về, răng sẽ xoay bên này ha. Và thở ra, bạn gập này, nâng lên, quận mông xuống, được không ạ? Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hít vào, bạn hạ chân phải trở về. Thở ra, chúng ta thả lỏng tay và nhúc nhích đi bộ tại chỗ này. Chúng ta đi bộ tại chỗ. Rồi, sau một vài nhịp đi bộ, chúng ta bây giờ sẽ tiếp tục với chân phải. Hít thật sâu, bạn kĩa gót chân phải. Thở ra, co gối phải. Hai tay đan vào nhau, ôm gối. Kéo gối phải hướng về ngực ha. Hít thở đều, duỗi mũi chân. Bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào, thả lỏng chân phải xuống thảm. Thở ra, chúng ta tiếp tục đi bộ, đi bộ, đi bộ, đi bộ, đi bộ, đi bộ. Vâng, cái tư thế mà chúng ta đi bộ như này nó làm cho chân của bạn được thả lỏng và các cơ nó được thả lỏng ra. Rồi bây giờ chúng ta có thể tiếp tục về tư thế cái cây một chân. Khi về tư thế cái cây thì bạn có thể đặt chân của mình lên khớp háng, hoặc lên gối, hoặc lên cổ chân, tùy theo khả năng của bạn ha. Rồi từ đây, hai tay của bạn đưa sang ngang nào. Hít vào, bạn kiễng gót chân. Thở ra, chắp tay trước ngực. Rồi co gối nào, lấy tay phải. Rồi bạn đặt chân phải qua khớp háng như thế này, hoặc là áp sát vào đùi trong như thế này. Nhớ siết cơ đùi của chân trái nha. Hoặc bạn để ở phần ngang gối như này. Thở ra, chúng ta mềm xuống. Sau đó hít vào, bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn lên, nâng lên. Rồi thở ra, hạ tay phải xuống ngang đùi phải. Sau đó bạn vươn cánh tay trái áp tay. Rồi nhớ là siết cơ đùi ha. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. Thả lỏng gương mặt nào. 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, hít vào, bạn vươn hai tay trở lại. Và thở ra, bạn thả lỏng chân phải hướng xuống thảm. Chúng ta lại tiếp tục đi bộ để thả lỏng chân nào. Đi bộ, đi bộ, đi bộ. Thả lỏng các cơ của bạn ra. Đúng rồi. Rồi và bây giờ chúng ta làm việc với chân trái ha. Rồi hai tay chắp trước ngực, hít vào thật sâu. Bạn kiễng gót chân trái lên. Thở ra, gập cổ chân trái và nâng gối trái lên. Có thể duỗi mũi chân ha. Hoặc là bạn có thể gập bàn chân, tùy theo. Hít vào, hạ xuống. Và thở ra, nâng lên. Hít 3, hạ xuống. Và thở ra, nâng lên. Hít 4, hạ xuống. Và thở nào, nâng lên. Một lần nữa, hít 5, hạ xuống. Và thở ra, bạn nâng lên nào. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, một. Hít sâu, hạ chân trái trở về thảm. Thở ra, chúng ta bắt đầu đi bộ nào. Thả lỏng ra, thả lỏng, thả lỏng. Trong quá trình chúng ta đi bộ này, chúng ta tác động rất là nhiều vào
bàn chân, nhưng mà nó cũng tác động lên phần cái sự di chuyển của các cơ để nó làm thả lỏng các cơ ha. Rồi tiếp tục với chân trái, từ đây hai tay sang ngang, hít vào bạn chắp tay trước ngực, thở ra bạn kiễng gót chân trái, rồi co gối trái lên, đưa bàn chân trái áp vào cạnh đùi trong của gối phải, rồi mềm vai ra. Từ đây nhẹ nhàng hít vào, bạn tách tay, đưa tay trái đặt lên đùi trái, vươn cánh tay phải lên, thở ra bạn đưa cánh tay phải áp vai, hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, rồi hít vào, bạn vươn hai tay trở lại và thở ra thả lỏng, thả lỏng chân trái. Tiếp tục chúng ta đi bộ nào, đi bộ tại chỗ rất là vui, đi bộ như này cái hông, cái eo của bạn nó được tác động rất là dễ chịu ha, và các cơ ở chân nó được thả lỏng rất là dễ chịu. Rồi sau đó chúng ta lại quay trở về đầu thảm cho ra, hai chân của bạn mở rộng song song bằng hông nào, hai tay sang ngang, hít thật sâu, bạn vươn cánh tay hướng về phía trước, chắp tay, thở ra chung gối, rồi đẩy hông ra phía sau, hai tay ra phía sau, đan tay vào nhau. Rồi từ đây bạn cuộn một vòng vai, hít vào đẩy căng cánh tay ra, thở ra bạn gập sâu thân người hướng xuống thảm, tiếp tục thả lỏng cổ gáy, kéo đầu vai ra xa tai, quan sát sự căng giãn vùng vai, quan sát các đốt sống vùng cổ, các cơ xung quanh cổ đang được căng giãn. Nhẹ nhàng hít vào, bạn tách tay, rồi nâng hai tay vươn lên, thở ra tiếp tục đưa hai tay ra phía sau, đan tay vào nhau, cuộn một vòng vai, hít vào đẩy căng cánh tay, và thở nào bạn gập sâu thân người hướng xuống thảm, tiếp tục đẩy hai đầu vai nâng lên. Từ đây nhẹ nhàng hít vào, bạn tách hai tay vươn lên, nắm hai tay ở trên, thở ra trùng gối, tiếp tục xả khí, thả lỏng cổ và đầu. Lần hai hít vào, bạn nâng hai tay lên, đang sẽ di chuyển ra đây ha, và thở ra bạn nắm tay trùng gối xả khí. Lần ba hít sâu, bạn từ từ nâng hai tay và thân người vươn lên, nắm tay ở trên, thở ra nào. Lần ba hít sâu, bạn nâng lên và nắm tay, thở nào gập sâu. Lần bốn hít vào, bạn nâng lên, ôi rất tốt, và thở nào. Lần 5 hít sâu, bạn nâng lên và thở nào. Lần 6 hít vào, bạn nâng lên và nắm tay, thở ra. Chúng ta đang áp dụng hơi thở dương dương. Lần 7 hít sâu lên nào và nắm tay thở. Lần 8 hít sâu lên nào, rất tốt, và thở ra. Lần 9 hít sâu, bạn nâng lên, nắm tay và thở nào. Một lần nữa hít sâu, bạn nâng lên, nắm tay, thở nào. Rồi từ đây hít chậm và thật sâu, bạn vươn cánh tay nâng lên, hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, thả lỏng vai, thả lỏng khuôn mặt, rồi từ từ hạ hai tay hướng về ngực, thả mềm cơ thể, thả lỏng tâm trí, quan sát toàn bộ các đốt sống vùng cổ, gáy, các đốt sống vùng lưng, vai và cánh tay. Quan sát thân nhiệt. Bạn cảm nhận thân nhiệt trên cơ thể đang nóng ấm dần lên. Rồi quan sát các cơ xung quanh mặt đang được giãn nở. Và từ đây, chúc mừng bạn đã luyện tập một bài tập vô cùng tốt cho trí não. Hãy nhớ luyện tập bài tập này mỗi ngày để tăng thêm trí nhớ cũng như tăng thêm độ tập trung của bạn trong công việc. Và nhớ nhấn vào nút like để đánh dấu bạn đã luyện tập. Hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.